Xin chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì Khanh chuyên kinh doanh tất cả các dòng xe tải trên thị trường, từ những dòng xe chính hãng đến những dòng xe liên danh. Và Khanh cũng có chương trình là thu xe cũ đổi xe mới cho anh em nào đang có xe cũ muốn đổi lên con xe mới để chạy xe cho nó an toàn hơn, thì cứ alo cho Khanh nha. Số điện thoại phía dưới màn hình đó thì cứ gọi cho Khanh hoặc là nhắn tin cho Khanh, chụp sổ hình xe của mình đó qua bên công ty Khanh sẽ định giá con xe đó lại còn bao nhiêu, Khanh sẽ báo cho anh em, nếu ok xuống làm hồ sơ đổi xe cho anh em luôn. Thôi, với clip hôm nay Khanh sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em hai dòng xe tải liên danh có tải trọng là 1,9 tấn và 3,5 tấn. Thì hai con xe trước mắt anh em thấy là con Zack và con xe Nissan Vinamoto. Thì cả hai xe này được rất là nhiều anh em quan tâm trong thời gian gần đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu cả hai dòng xe này có những cái điểm ưu điểm và nhược điểm gì. Rồi mời anh em. Thì trước tiên thì Khanh xin phép báo giá cho anh em về hai con xe này luôn. Thì con xe tải Zack 1,9 tấn và 3,5 tấn. Phiên bản 2021 đều có giá tiền là 440 triệu một con xe thùng bạc. Còn với con xe Nissan Vinamoto hiện tại có giá 1,9 tấn và 1,5 tấn. Hiện tại đang có giá, nó có hai loại giá là giá 2019 và 2018. Hai con xe này thì đời nó không cao nha anh em, nó chỉ có đời 19 và 18 thôi. Anh em lưu ý giùm Khanh là hiện tại đang có giá là 435 triệu và 440 triệu và đang có khuyến mãi nữa. Thì khuyến mãi một xe nếu đời 2019 thì khuyến mãi 10 triệu, còn lại là 430 triệu. Còn xe 2018 thì khuyến mãi 20 triệu là còn lại là 415 triệu nha anh em. Đó, nói chung là trừ khuyến mãi là một con là 415, một con 430 đó. Đó, trừ hết khuyến mãi đó nha anh em. Đó là hai cái giá mà Khanh muốn báo cho anh em trước, tại vì nhiều anh em hỏi giá thì Khanh đây Khanh báo giá sẵn luôn cho anh em. Thì cả hai dòng xe này đều có chương trình hỗ trợ trả góp. Anh em nào mua trả góp thì đưa trước cho bên Khanh tầm khoảng 100 triệu là có thể lấy xe nha. 100 triệu thôi là có thể lấy xe rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đến cái phần so sánh chi tiết hai con xe này. Hơi gió, hôm nay hơi gió, anh em thông cảm nha. Thì cả hai con xe này đều sử dụng cabin vuông. Nhưng mà đối với thằng Zack thì cabin vuông, đối với Khanh, theo quan điểm của Khanh, Khanh so sánh trước giờ đều là do cái cảm nghĩ của Khanh thôi. Còn như anh em nào mà có ý kiến khác Khanh thì cứ để lại phần bình luận phía dưới, ý kiến của mình dưới phần bình luận á. Rất là cảm ơn anh em đã góp ý cho Khanh nha. Thì theo của mình á là cái cabin con Zack nó sẽ đẹp hơn, nó gọn hơn, nó đẹp hơn. Đó. Và cái đèn xe con Zack là cũng làm nhìn đẹp hơn, đèn đứng nè. Đó, đèn đứng nhìn đẹp hơn. Và cái thiết kế cũng rất là tinh xảo. Đây, chữ Zack và chữ số loại N350 thanh mạ chrome cũng nhìn cũng rất là đẹp. Đó, và cái phần tay gương, anh em nhìn gương con Zack thật sự nó không quá nổi bật nhưng mà nó vẫn ổn hơn là cái gương con xe Nissan này. Đó, gương Nissan này nhìn rất là cổ nha anh em. Hàng này hàng cổ rồi. Anh em nếu anh em mua con xe này về thì có thể độ thêm vô cho nó đẹp. Mấy con này anh em độ vào cái gương của Isuzu NBR400 hoặc là NQR thì nó rất là đẹp nha, mấy con này nè. Rồi, qua bên con xe Nissan thì xe mình cho có thiết kế từ 2018, 2019 thì cái cụm đèn của nó cũng nhìn như là nó không có hiện đại bằng con Zack là đúng rồi. Đó, cụm đèn thì làm nhìn rất là sáng nha, đèn halogen rất là sáng nhưng mà nó không đẹp thôi. Về công năng thì nó rất ok, rất là ổn. Đó. Đây, cái này là chữ Nissan. Đây là cái chữ động cơ, cái hiệu của động cơ nó nha, Nissan. Và được làm thanh mạ chrome từ đèn này qua đèn kia luôn. Rồi, cả dưới, cả hai xe đều có đèn cản hết luôn nha. Đó, thì con xe Nissan thì nó có cái gương mo ở đây. Còn con Zack thì nó có gương mo ở trên cái gương bên phụ luôn. Đó, đó là cả hai xe về cái phần đầu đèn xe. Thì anh em thấy xe nào đẹp thì cứ để lại ý kiến phía dưới phần bình luận nha. Qua phần bên hông, cả hai xe thì hiện tại về phần lớp đi. Trước tiên về phần lớp, cả hai xe này đều sử dụng kích thước lớp bằng nhau là 7-16, nhưng chỉ khác cái thương hiệu thôi. Một con thì xài lớp cao su Mina, một con thì xài lớp DRC của Đà Nẵng mình. Cả hai cái lớp này cũng là cái thương hiệu nổi tiếng nhất của Việt Nam mình rồi. Về phần thùng xe thì cái thùng xe cũng là một phần rất là quan trọng trên một con xe tải. Thì con Zack thì có kích thước thùng nhỉnh hơn một xí thôi nha anh em, là 4m380 là chiều dài, 4m380, bề ngang của nó là 1m820 và chiều cao là 1m880. Đó là cái kích thước của con xe Zack. Bên cạnh đó, cái con xe Nissan mình có kích thước thùng dài là 4m230 và chiều cao là 1m9 và bề ngang là 1m870. Nếu về chiều dài
thì con jack nó nhỉnh hơn, và chiều ngang và chiều cao thì có lẽ con xe Nissan nó lại nhỉnh hơn một xí thôi. Đó, đó là cả hai con này nó có, mỗi con nó có một cái ưu điểm và cái lợi thế riêng của nó. Nên là anh em mình có nhu cầu gì thì cứ gọi điện thoại cho Khanh trực tiếp, Khanh sẽ tư vấn cho tất cả anh em thêm phần đó nha. Về phần bình nhiên liệu, cả hai xe này có dung tích máy dung tích bình nhiên liệu này tầm khoảng 120 lít nha anh em. Con xe Jack thì sử dụng bình nhiên liệu bằng bằng nhựa. Thì rất là nhiều khách hàng thích cái bình này, tại vì cái bình này nếu mà anh em đổ dầu vào á, nhiều khi đi vào trời mưa á, đổ dầu có nước vào bên trong thì cái bằng chất liệu bằng nhựa nó sẽ không bị rỉ sét, anh em hiểu không? Nó không bị rỉ sét, nó không bị nghẹt ống dầu. Còn cái bình sắt thì mà anh em sơ ý có thể làm nước vào, nước thì nó sẽ nhẹ hơn dầu. Đó, nó cứ nổi lên trên, anh hiểu không? Nổi lên trên rồi nó ăn cái thành bình của mình á, thì nó bị sét, bóc lớp sơn đi rồi nó bị sét, nó sẽ bị nghẹt ống dầu, và một cái lần vệ sinh cái đường dầu thì rất là vất vả. Đó là nhiều người ta lại thích con xe Jack hơn là ở điểm đó. Đó là một cái điểm cộng cho con xe Jack nữa. Nhưng vừa qua cái phần điểm cộng của con xe Nissan thì anh em thấy rồi, hiện tại Nissan đang có chế độ khuyến mãi rất là tốt, và cái phần thùng nó đóng cũng rất là đẹp hơn xe Jack. Như anh em thấy thùng mình là bên công ty Khanh đóng là thùng vách ngồi cũng inox, nhưng mà hơn cái là bản lề đây và tay khóa, con lương, đầu ba bẩn đều làm bằng inox hết luôn. Nhìn xe mình rất là sáng, rất là đẹp, anh em nhìn tổng thể rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đó là một cái điểm cộng về phần thùng xe cho con xe Nissan này. Thì cả hai xe đều có kích thước thùng dài là trên 4m3, thì mỗi bên sẽ đóng được là 2 bẩn, và tổng bẩn của xe, mỗi xe là 5 bẩn. Đó là cái cả hai xe mình. Thì con Jack thì nó sẽ có cái thùng đồ nghề ở đây nữa này. Đó, cái thùng đồ nghề ở đây. Thì con xe Nissan thì nó không có. Bây giờ mình sẽ dỡ hai cái động cơ của hai xe này lên cho anh em coi. Trước tiên mình sẽ dỡ cái động cơ con xe Jack. Đây, thì đây là cái phần động cơ con xe Jack. Động cơ là động cơ Isuzu 4 xi lanh thẳng hàng với dung tích máy là 2.71. Đó, dung tích máy là 2.71, có turbo tăng áp, chạy rất là ổn định. Tại vì thằng Jack là đồng bộ từ A tới Z, lắp một mình Jack, nhà máy Jack làm hết, không có nhập cái cục này gắn vô cục kia này nọ. Nói chung là tự một mình nhà máy Jack làm hết lên, nên là cái linh kiện của nó ăn khớp với nhau rất là tốt. Nó khi vận hành á, nó không bị hư hỏng vặt. Đó, nó ít hư hỏng vặt. Đó là một cái điểm cộng rất là lớn trên cái con xe Jack sử dụng động cơ Isuzu, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái động cơ xe Nissan lên cho anh em. Thì bên cạnh Nissan á, bên cạnh con xe Jack là cái động cơ Nissan, thì con này lại có một cái lợi thế là động cơ với dung tích lớn hơn. Con Jack là sử dụng động cơ Isuzu với dung tích máy là 2.71, còn con xe Nissan này sử dụng động cơ Nissan ZD30 và có dung tích máy là 2.99, rất là khỏe. Anh em nhìn cái hộp số của nó rất là to nha. Hộp số này trên xe 5 tấn rưỡi 7 tấn vẫn sử dụng hộp số này, rất là to. Đó. Thì cái con này lại có cái một cái ưu điểm nữa là như Khanh nói đó, là động cơ rất là lớn. Anh em nào đi hàng mà có hàng vượt tải xí á, thì đi những cái con Nissan này rất là tốt. Thì động cơ Nissan cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha. Hai con này rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó tầm khoảng nếu mà đi đúng tải thì nó tầm khoảng 9 lít 100 cây. Bây giờ Khanh sẽ xả hai cái bên xuống và mình trông vào bên trong nội thất xe. Thì trước tiên là cái con xe Jack với cái nội thất của nó rất là đẹp, rất là hiện đại. Ghế là ghế nỉ 3 chỗ ngồi, nhưng mà cái ghế của nó anh em thấy ghế rất là dày,
nó có hai cái gù ngồi, mình ngồi vào là rất là ôm lưng của mình, chạy rất là thoải mái, cảm giác chạy không có bị lỏng lẻo, con người mình nó khỏe hơn nhiều, rất là nhiều. Và vô lăng của xe là sử dụng vô lăng 4 chấu, rất là đẹp nha, có mạ chrome đây nè, logo rắc nè, và có tích hợp tăng giảm âm lượng trên vô lăng luôn. Vô lăng nhìn nói chung là rất là đẹp. Có radio đạp êm, máy lạnh đầy đủ. Có đây có thêm hai cái chỗ đựng nước nữa nè. Và chúng ta có thêm mấy hộp để giấy tờ nữa. Chỗ này thì anh em nào có thích nghe nhạc giải trí thì chúng ta sẽ độ thêm một cái màn hình giải trí ở vị trí này thì rất là tuyệt vời. Đó là cái nội thất của xe tại Zac. Thì nó sử dụng hộp số là 5 tiếng một lùi, sử dụng động cơ Isuzu 2.771 như hồi nãy giờ Khanh nói nha. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ qua bên con nội thất con xe Nissan. Mình làm nhanh thôi, nội thất thì mình làm nhanh thôi. Còn như đẹp xấu gì đó hay là anh em thích con nào thì cứ để lại ý kiến mình dưới phần bình luận nha. Anh chỉ giới thiệu thôi, gần cái nội thất thì Khanh sẽ không đi sâu vào nhiều. Lên xe nào Khanh cũng nổ máy hết nha anh em. Thì do cái con xe Nissan nó sử dụng động cơ lớn hơn thì cái tiếng anh em cứ để ý nghe, thì tiếng động cơ con Nissan nó sẽ to hơn, và cái độ ồn mà nãy giờ Khanh nghe anh em nghe á, là nó sẽ to hơn cái con xe Isuzu nha. Con xe Zac sử dụng động cơ Isuzu đó. Thì nội thất con xe này cũng giống con kia thôi. Ghế là ghế nỉ ba chỗ ngồi, nhưng mà ghế nó là ghế nó không có gù như thằng Zac thôi đó. Ghế này thì anh em nên bọc lại, còn ghế nỉ ghế da thì nó sẽ đẹp hơn. Thì con này làm vô lăng thì nhìn nó đơn giản hơn một xíu, là vô lăng hai chấu, và cái chữ Nissan này thì nó sẽ làm bằng mũ thôi, mũ đen bóng thôi đó, nó không có điểm nhấn nhiều như là con Zac đó. Xe thì cũng trang bị tính năng là máy lạnh, radio đạp êm, chỗ này thì nó sẽ có độ gạt đèn thuốc đó. Xe thì anh em nhìn đó, cứ theo cảm nhận anh em, tự mắt anh em đưa ra cái ý kiến của mình. Đây là cái hộp, đây cần số là 6 tiếng một lùi. Thì đây là chắc là một cái điểm cộng cho con xe Nissan này, tại vì nó hơn thằng kia là một số, thằng kia cái 5 tiếng thôi, thằng này có 6 tiếng. Thì đi đường trường thì con này nó vẫn có số cảm giác nó vột hơn, đi đường trường nó không có cảm giác bị dư máy. Anh em hiểu ý Khanh không? Không có bị dư máy thì đi sẽ sướng hơn. Đó là cái phần mà Khanh giới thiệu và so sánh hai cương con xe xe Zac và xe Nissan trên phương diện theo ý kiến riêng của Khanh. Thì anh em nào có ý kiến riêng á, thì cứ để lại phía dưới phần bình luận, hoặc là nếu mà có nhu cầu mua xe thì cứ gọi trực tiếp cho Khanh, số điện thoại phía dưới màn hình. Cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Bây giờ Khanh xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.